Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saver88.me. Hệ thống chất lẻ Momo uy tín, thanh toán tự động 5 giây. Tắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sâu. Chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng MBG trong C bình luận TK lên server. Và đây là Ketalo đến server quý quý nhá. Chúng ta cùng đến với chế độ cơ bản classic, chế độ chọn thẻ, chọn tướng thôi. Đến được server quý quý. Đừng quên 30 giờ này, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ 30 giờ đang quay trở lại cùng với anh em rồi. Mình sẽ cố gắng nhiều nhất có thể để 30 giờ này nó vẫn quay trở lại cùng với anh em trong những ngày sắp tới. Anh em nhớ theo dõi nhá, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Đặc biệt nhấn mạnh cái khung giờ 15 giờ vì khung giờ nó mới quay trở lại. Rất mong được sự ủng hộ của anh em. Ngoài ra anh em quý mình có thể like và subscribe kênh để vào YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em. Rất nhiều những clip đang chờ đợi anh em theo dõi. Hàng ngày mình sẽ up ít nhất là đó tầm khoảng 4-5 clip lên kênh đầu và YouTube này, anh em cứ theo dõi nhé. Đó là tất cả những gì mình muốn nói mà thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với game đầu tiên của server quý quý. Đối thủ đầu tiên Elizabeth của server 720. Chúng ta có Hinato. Hai nhân vật này mình đều rất thích. Tại sao mình nói mình đều rất thích hai nhân vật này? Đầu tiên là Hinato khả năng choáng vẫn 2 turn nhưng tem bạn không có giải rất khó chịu. Với hai nữa Nokuru thì khả năng phá bút. Đấy, nói chung là ngon, nhưng mà về xét về cơ bản hiệu ứng của Hinato có lẽ sẽ tốt hơn. Tachibana Ukiyo và Vanek con hàng không thể bỏ qua ở sở hữu quy quy hiện tại đây rồi. Vì là chế độ cơ bản classic nhưng có lẽ nó sẽ có thêm cả gì nhở, võ sĩ mới nhất mới xuất hiện ở bên sở hữu quy quy, đó là Mian hay tên Việt hóa là Mỹ Hạnh. Đúng không? Nó sẽ có đây nha, nhưng mà không biết là mình có gặp được hay không. Đây là cái điều mà chúng ta không biết được, đúng không? Chắc chắn là có gặp được hay không thì chúng ta không biết. Đây rồi, init ở bên này chúng ta yên tâm phần nào. Init ở bên này thì chúng ta yên tâm phần nào rồi. Không sợ đâu nhá. Chúng ta để ba nét để tạnh được. Sau từ này lại sẽ để con nét lên tay. Ấy, sao? Chém này Rugo mà bung nóc à? Hơi đáng tiếc là chúng ta tem bạn có Miku à? Em này để Vanet lên tanh tốt nha anh chàng. Tại sao nó không có đam? Nhìn em nhìn được xem. Anh em nhìn tem bạn được nha. Không có đam được, đúng không? Gishin, Naku, Rugo lấy đâu có đam được mà đánh nhau bây giờ? Chả để Vanet lên tanh để ai đúng không nhỉ? Chả để Vanet lên tanh thì để ai? Đó, giữ lại Vanet tí nữa mới chắc nữa nhỉ. Để mà chả có gì. Bạn chạy. Nói chung là bạn không có cái vẹo vọt gì ở đây kiểu đấu này. Ui ôi, lại thêm mang thêm Kata vào nữa thì làm gì có cái vẹo gì. Ái ra một tình huống bạn hảo anh sai lần. Sai lần 3 đấy, kinh nhờ. Nói chung game này là game bắt cô mình phải giải chiến thắng. Không thể thua được gì nhờ. Không có cái gì đâu. Các bạn chả có cái gì cả. Mình đánh ra kiểu vớ vẩn này có lẽ thì cũng vẫn thắng. Các bạn nói chung là không có đam. Toàn tanh nên đi chống nào đây. Toàn tanh này đi chống nào đây. Mời không sắp đao được rồi. Thì là biết chúng ta không thể sắp đao được. Có Zero và Mai. Ừ đấy, có con Mai sao nó không cho vào sớm được. Bây giờ nó mới cho Mai vào, lẽ là muộn quá. Tầm này Mai vào thì không ý nghĩa nữa. Rồi trước đó thì không gì đúng không? Tầm này vào thì có ý nghĩa gì nữa. Vượt choáng à?
Em gắn mày bất tỉnh luôn nhá. Rõ ràng còn chưa lên nội tại nhá. Tachibana Ukyo, hiệp sĩ mù của mình còn chưa lên nội tại trong nhịp vừa rồi. 1-0 dành cho Kentaro và chúng ta cùng hướng đến game đấu tiếp theo. How Hard 2022. Một năm cũ kìa. Một năm cũ đã qua. Và năm 2023 đang ở giữa năm rồi nhé. Bây giờ là tháng 6 năm. Bây giờ là tháng 6 năm 2023 rồi. Nghĩa là chúng ta đã đi được nửa chặng đường năm 2023 rồi. Nhanh thật. Nhằn thêm thời gian nữa thôi thì chúng ta sẽ đi về cuối năm 2023 và lại một năm nữa trôi qua. Thời gian đúng chó chạy qua đầu vậy, nó quá nhanh rồi nhỉ, đáng sợ thật. Vừa mới ngày nào thôi mà giờ, vừa mới ngày nào thôi mà giờ đã khác rồi. Đúng là giận vân vân, giận lại cho nhà. Sống này được bao nhiêu? Sống thế nào được đây? Nửa đôi đất. Tay nhà. Mày. Lúc không vui lắm đâu. Lại thêm một tình huống sai lần nữa đến từ nội tại của Athena anh em nhé. Lại thêm một tình huống sai lần nữa đến từ nội tại của Athena. Orochi và số 1 đã vào rồi. Bó lên cho mình đó. Đáng nổ Orochi nổ. Nhìn này sấp mặt rồi. Nó sắt đau luôn cơ. Rồi sắt đau luôn cơ. Chúng ta không có cơ hội để thở trong nhịp vừa rồi. Mình cũng nghĩ là chúng ta được thêm một nhịp đánh nữa. Nhưng mà không ngờ tèm bạn lại cái lượng sát thương nó dồi dào đến như vậy. Nó đến từ cái, nó đến từ cái gì nhỉ? Nó đến từ cái từ kỹ của Athena đúng không? Không có từ kỹ Athena thì Zobert nó sẽ giết Monique và Orochi chỉ có thể xử được Mari mà thôi. Ít nhất là 4 con kia đánh thường thì chắc không nào giết được 2 con còn lại. Clock 15 của server 748. EZZ được lựa chọn. Tiếp theo chúng ta có New Mr. Karate Mai. Nằm nét thì dùng hò rồi. Dùng hò ngon, nằm nét ngon. Hai cái thật sự khó đưa ra những lựa chọn. Chúng ta này khó rồi. Khó sẽ khó rồi. Nghe mình có tóc thì buồn cười không? Tại bây giờ mình cứ hay để ấy lên đây. Bây giờ nó xong thành cái nếp anh em. Bây giờ buông nó thành thành như là đấy. Bây giờ tầm mã làm sao thì nó rất buồn cười. Chua. Đấy, giờ buông nó ra. Đấy, nó ngơ hay là như này. Đấy, thì nó rất chi là buồn sự cười. Gần chết anh em ạ. Chưa chết. Ba chậm. Mình hôm nay sống nào đâu nha. I want it. Ba sao la. Mình vừa mới nổi tại thổi lửa nó lại chết luôn. Ngon thật. Anh giết con con khóc anh như này. Anh giết anh. Giết mệt lắm. Giết nó mệt lắm.
quen thế nhỉ. Quen quen thế nhỉ. Mãi thật. Mẹ không giết nó vẫn hoảng rồi nhỉ mẹ. Mẹ nào ngờ cái chỗ mẹ không còn nào chết. Chính nhiên mình không nên đam quả vừa rồi. Đam quả vừa rồi khó nhờ. Pha lại xử lý hơi ngáo nhờ. Không được an toàn cho lắm cũng phải. Đến cái đấu tiếp theo này. Có lẽ là sai ở đâu chăng? Có lẽ là sai ở đâu chăng? Giáp 15 của server 164. Yori được lựa chọn. Tiếp theo chúng ta có Orochi và Net. Cũng dọc công như vậy. Mia Waniko. Mia Waniko chống được cái bài này không? Không chống được bài này. Kịp luôn, may mà cụ vẫn đủ sắp tao còn gì nữa, đủ để cái sắp tao cái lượng máu còn lại của Mia như thế này. Không có sắp được đâu. Kịp bay nhá, vì mình sợ cái sát thương đến từ cụ nó không đủ. Đánh giá hơi sai lầm với cái lượng sát thương của cụ gây ra dành cho Guenico. Và chúng ta có chiến thắng để gỡ gạc lại tỷ số là 2 đều. Mình đến với game đấu tiếp theo là Kyo của server 479. Chúng ta có Clark. Lấy Yori dị, đánh theo dưới đây nhé. Link có yêu đi dị nhưng mà lại không tung yêu đi dị mà khó chịu. La Athena nhỉ, kiểu là những cái la này cũng giết được nó. Mà
Athena đã có thể giết ở đằng sau. Lucario what? Không cần yêu đi gì. Lên cả ô óc lên nổ chuột. Kìa, thủng quýt luôn ạ. Không hiểu lý do vì gì. Chúng ta đang bàn tới, chúng ta đang tính tới những cái kế hoạch của tương lai, nhưng mà đối thủ lại quýt mất, không có chúng ta kịp phản ứng cho những cái nhịp còn lại. Rugal xem ở 524, Sermi sẽ được lựa chọn với khả năng gây sai lầm của bản thân mình. Orochi chứ không phải là Rugal. Ao hát là Mai. Mai ngon hơn. Nếu ở bên Taiwan thì sẽ chọn ao hát, còn đây là Mai. Mai là Leo Suder với cả Elizabeth. Hai con này về cơ bản là khi Leo Suder cũng ngon bằng cụ. Thêm lại cặp bên kia nữa. Hùng rắn nên ha, hùng gì ta, khổ mai hùng gì ta. Mẹ đánh xong không biết là hồn dế với hồn gì này. Leo Suder thì mặc định là hùng rắn đi. Mặc định đấy nha anh em, nhưng tôi không nhớ chính xác nó là hồn gì nữa anh em ạ. Bản thân mình không nhớ chính xác nó là hồn gì nữa, thì mặc định nó là hồn rắn vậy. Đánh hơi đau ấy. Ta thiếu cùng chiến liên nộ ở tương sau mà. Cụ liên nộ ở tương sau mà. Chào cụ nhá. Vậy là bạn đi một lúc hai con tư chất 15 luôn rồi. Sự vô lý dị của mình, yêu đi của mình luôn. FC đang rồi ba con mẹ này, bộ ba nhìn. Ôi giời ơi, nó lao vào đấy thật anh em ạ. Láo thật, ba đi đàm. Wow. Ba còn đi đàm. Theo gì dã man vậy trời. Ba bộ mẹ cái đàm này anh em nhìn kinh không. Tôi khối quá đinh xíu. Ba bộ mẹ đàm nhìn tẩm. Quá tởm cho ba con vừa rồi. Mày con nào hát này, Ukyo với cả Junho, ba con đam thật sự quá tởm lợm nhỉ. Hay leo mình vẫn còn nổi tại, không có chống được hay không. Vai mẹ nổi tại con hẹo. Mẹ Junho bựa thật. Rồi leo nổi tại không chống được nữa thì ai chống. Tỏ chơi nhở. Trời, phải giết hai con tư chất 15 của nó trước rồi mà vẫn thua nhỉ. Kinh thật. Không phải cái vấn đề lúc giết xong rồi Đông Bắc lúc ba con đả anh em. Tachibana Ukyo này, Hao Hát này, Junho, ba con đam to thật sự luôn chị em. Ngào ngán thật sự luôn. Ok, và clip này đã kết thúc lại đây rồi. Cứ tưởng được đánh thêm trận nữa nhưng không, trận đấu đã kết thúc với ba sát thương chủ lực của nó kinh tởm thật sự luôn. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nhé. See you again và bye bye.